Theo đó, hai xe ô tô Camry và Mazda 3 đỗ tại vỉa hè và trên đường ở số nhà 153 và số nhà 03, ngõ 117 Lê Thanh Nghị đã bị kẻ gian dùng gạch đá đập vỡ kính chắn gió sau xe. Trích xuất camera tại hiện trường cho thấy, kẻ gian thực hiện hành vi phá hoại tài sản công dân lúc 0 giờ 9 phút, trên tay kẻ gian có xách một túi ni lông màu trắng. Thiệt hại ban đầu ước tính khi thay hai kính chắn gió của hai xe là trên 15 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra công an thành phố Hưng Yên điều tra làm rõ.